Thôi được rồi, để quay quả này trước, quay mình bóc quả này ra để test. Xin chào tất cả các bác nhé, ngày hôm nay thì em có test những trầm TACT gửi đến cho các bác. Đây là một mẫu trầm trong phân khúc tầm trung khá là cao cấp các bác nhé. Hàng chính hãng của hãng TACT. Hiện tại em đang để cho bác có mức giá là 3.200.000 đồng. Rất đẹp. Thôi được rồi, không sao. Đây là trước khi đi này em phải test đến cho các bác các bác nhá. Trầm này rất là nặng, vần nó rất là khổ. Đấy. 3.200.000 đồng các bác nhá. Ok. Hiện tại bạn kỹ thuật viên đang tìm dây nguồn, nhưng mà chưa thấy dây nguồn đâu. Dây nguồn đây. Một mẫu trầm TACT rất là đẹp các bạn, sử dụng lưới căng bằng sắt bọc ở bên ngoài và một lớp sơn sần ở bên sơn lên gỗ, rất là đẹp các bạn, rất là đẹp đấy, rất là chất lượng. Hiện tại là rất là nhiều đơn đang đóng bưu điện gửi đến cho các bác. Test qua chồng này gửi đến cho các bác để xem. Ui, rất là hay các bạn, lên rồi đấy. Gạt lên mà nó bé thì các bạn lại gạt xuống, cái nút pha đảo pha này cứ gạt lên bé thì các bạn gạt xuống là to, cái nào ấy thì các bạn cứ cái nào to các bạn nhận các bạn nhá, rất là ok các bạn. 3.200.000 đồng và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip lần sau. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm ủng hộ kênh của bên em.